Ok và hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Tang Tang Man nhé. Và nếu anh em nào thích video này, hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và chúc anh em xem video vui vẻ nha. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Ok, thì mình cũng có cày khá là nhiều, chúng ta được có 675 tỷ 700 bao nhiêu triệu kìa. Ồ, hơn 600 tỷ vàng anh em ạ. Thoải mái con gà mái để nâng cấp vũ khí nha anh em. Rồi, ta sẽ để đây có cái auto click rất là tiện anh em ạ. Anh em hãy tải auto click về mà chơi mấy cái game kiểu này cho đỡ hại máy. Chúng ta đang sở hữu một cái Island Shotgun version 9. Ok, chúng ta sẽ nâng cấp cái Shotgun version 9 này lên Mountain và Reverse. Ok nhá. Chúng ta sẽ cho lên cộng 10 đi. Nó cũng không quá là... Ồ, fail lắm ấy. 8, 9 ạ, ok. 10, ok boy. Chúng ta sẽ thường sử dụng sức mạnh của vũ khí này xem nó như thế nào nhé anh em. Nào, bắt đầu bắn này anh em ơi. Boss này, uầy, bắn ra những quả gì đó anh em ạ. Nói chung khá là dã man. Như kiểu là quả thiên thạch hay cái gì đấy anh em ạ. Nhưng con boss bây giờ nó rất trâu anh em ơi. Với khoảng 679.000 cái sát thương. Không bằng anh kia cộng 16 lần cơ. Cái này mới chỉ có cộng 10 thôi anh em ạ. Vẫn chưa lên được khoảng là 1 triệu. Không, chưa lên 1 triệu đam. Cái cũ của mình triệu mấy. Ok chưa? Khỏe đấy. Vũ khí này thì cũng ok, cũng tạm được. Nhưng mà chúng ta sẽ đổi vũ khí khác liên tục cho anh em nhé. Tiền không thiếu. Không bao giờ thiếu tiền thì sẽ sao. Chúng ta đem một cái Ancient Artifact. À, đây là khẩu súng này anh em. Nó có một cái dao phía dưới với 3.400 đam cơ bản. À, ok. Đây, chúng ta sẽ cho anh em xem luôn cái súng mới nó như thế nào. Đây đúng không? 3.400 đam đúng không? Mình có thể reforce lên tầm cộng 10. Nó đơn giản thôi anh em ạ. Nó có khoảng ui cộng 11 luôn ạ. Ok, thử xem nào. Thử sát thương xem nào. Hiện tại đang cộng 11 đấy nhá. Không đơn giản đâu. Nó sẽ lên được khoảng 793 ngàn sát thương anh em ạ. Vẫn không ăn thua. Nếu mà so với cái sức mạnh của cái vũ khí kia thì nó vẫn không ăn thua anh em ạ. Phải cộng 16 cơ, phải ngang cơ nhau cơ thì nó mới khỏe được. Ok, chúng ta kiếm được tiền rất là nhanh này. Một tí rồi là chúng ta lại kiếm được tiền tỷ luôn. 1-2 tỷ luôn. Đấy, kiếm thêm 1 tỷ ở đây anh em ạ. Từ bây giờ kiếm thêm khoảng 1 tỷ á. Đấy, tí là khoảng 100 triệu ngay. Kiếm tiền thì dễ dã man luôn anh em ạ. Ok chưa, con boss này thì nó rất là trâu anh em. Tất nhiên chúng ta không thể giết được ạ. Rồi, ok, chúng ta sẽ mua súng mới nha. Bài, đây là Auto Gun Friender gì đó. Có một cái băng đạn rất là dài bên này. Súng này, Auto Gun Vega. Súng cá, wow, súng này đẹp. Thích súng này đấy. Súng cá anh em ơi, mua luôn. Mua luôn súng cá và nâng cấp súng cá nhá. Súng nào đẹp thì mình mới dùng ấy. Nhiều súng lắm. Nâng cấp nó cũng phí à, đúng không? Reforce. Ok. Nào, cái kia cộng bao nhiêu? Cái kia cộng... Thật ra cái kia nó cũng cộng không nhiều lắm đâu. Súng ốc sên thì cộng có 16 à. Súng cá cộng 12 rồi anh em. Chắc là nó sẽ bắt đầu khỏe đây anh em. Mình muốn để dành tiền để lên những khẩu súng khác ấy. Súng cá sao yếu nhỉ? 793.000. Ô, chưa dùng thì sao anh em? Chưa. Đây, phải mounting ở đây nhá. Thì nó mới dùng được. Xem nào. Ui, bắn ra cá. Wow, 1.139.000 rồi. Khỏe đấy chứ đúng không? Kiếm tiền lại nào anh em ơi. Kiếm tiền lại nào cho tôi nào. Bắn cái này nhanh hơn đấy. Và nó đỡ hỏng chuột hơn anh em. Chúng ta không nên dùng cái kiểu kia hỏng chuột đấy. Hỏng chuột nhanh lắm. Vài phát là hỏng luôn con chuột đấy. Đi đời con chuột luôn đấy. Rất là nhọ luôn. Rất là nhục luôn đấy. Ok, 1.139.000 sát thương. Đang gây ra đây. 28/5. Và chúng ta vẫn tiếp tục là bắn boss. Con boss này nó khỏe quá anh em ạ. Phải nâng lên cộng 16. Thì mình đoán là sẽ cộng lên cộng 16 thì mới gọi là khủng. Just an ugly
Devil. Nó sẽ lên khoảng 600 tỷ bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục là mua vũ khí mới nhá. Bây giờ kiếm tiền cũng nhanh lắm này. Tầm khoảng chưa đến 1 phút là cho được có 1 tỷ rồi. Nhanh lắm. Rồi, chúng ta có lẽ sẽ đổi lên một súng khác đây anh em. Nhiều súng lắm. Super Handgun, không đẹp lắm. Heavy Automatic. Ồ, Devin Handgun cũng khá đẹp. Assassin. Cái thích mới súng gì đây? Kusai, súng bắn băng ạ, à? Đẹp. Ui, Island Busmer. Đẹp đẹp đẹp. Cái Island Busmer vừa đấy rất là chất lượng. Mình sẽ sử dụng cái Island Busmer Number 9. Súng gì đây? Súng dòng Subway. Súng gì đây? Supercar. Short Missile Gun. Death Spray. Ok, chúng ta sẽ dùng cái Death Spray nhé. Upgrade cho nó tối đa lên. Súng cá nhìn cũng được ấy chứ, nhưng mà mình không quá gọi là thích cho lắm. Reforce cái này lên nào anh em. Xem nào. Chúng ta tiêu hết sạch 600 tỷ để lên cái này súng này xem như thế nào. 14 này, 15 này. Ôi, không lên nổi ạ, không lên nổi 16 luôn anh em ạ. Thôi 15 thôi, dừng ở 15 thôi. Xem súng này nó mạnh đến mức độ như thế nào. Đang bắn bot anh em ạ, với khoảng là 4.109.000 sát thương. Wow, giết con Ugly Devil này cho tôi cái. Giết được rồi anh em ơi. Mày á, mày á, mày á, mày á, mày á, mày á. À, để giết bot ấy thì chúng ta sẽ vào trong cái buy skin này và chúng ta sẽ mua cái có một vài cái hay. Đây. Sử dụng cho 5 giây sẽ được double attack gì đó đây. Mua nhiều cái này cả 100.000 mà rẻ anh em ơi. Trong 5 giây sẽ tăng lên gấp 7 lần. 85% critical, cái này ngon này. 2.5 triệu cho một cái anh em ạ. Chúng ta còn 10 tỷ cơ mà. Xoắn gì, cái này kiếm game nhanh lắm anh em ơi. Chết tiệt thật. Rồi ok, đã bắn nha anh em. Bắn. Mình còn không bắn ấy. Rồi thế mình ăn mấy kia lên là xong. Đơn giản chưa? Đơn giản như đã rổ cho anh em. Ăn lên. Ăn được tí à? Không cần ăn anh em ạ, chúng ta không cần ăn nhưng vẫn thắng được mà. Vấn đề là như vậy. Nhìn xem mấy con boss bây giờ nó sao đỡ được bắn tên lửa hẳn hoi nha anh em. Khoảng 4 triệu đàm. 4 triệu 100 bao nhiêu đàm. Kiếm tiền nhanh lắm. Lại lên 16 tỷ rồi kìa. Lúc này là 600 tỷ đúng không anh em? Ôm cộng lên 16 không cộng nổi luôn. Dã man luôn. Chúng này khỏe. Chúng này rất khỏe là khác. Anh em ạ. Chúng nó bá vãi. Bá vãi cả lều với cái khẩu súng này luôn. Không có gì có thể là chê trách được. Làm tí nước. Boss này cá trâu. Không ăn được anh em ạ. Khi mà chúng ta dùng cái này không ăn nổi. Chỉ có mấy giây thôi. Vấn đề là mấy cửa sách này chỉ có mấy giây thôi anh em ạ. Vẫn phải nâng cấp thêm theo mình đoán là Explosion Z1. Ok, phải ăn thêm cái quyển sách kia kìa. Vấn đề là nó chỉ có mấy giây. Nhỏ vãi lều anh em. Con boss này khỏe quá. Và chúng ta lại được có tầm khoảng 26 tỷ rồi. 26 tỷ gold rồi. Lúc ấy 600 tỷ gold còn tiêu trong vòng một nốt nhạc. Đốn củi 3 năm mà tiêu 1 giờ nữa. Cái này nó không giết được rồi. Đây là tối đa rồi. Vẫn phải nâng cấp thêm anh em ạ. Vẫn phải mua thêm những khẩu súng mới. Đó là điều chắc chắn. Không mua thì không được. Xem nào. Cộng 15 là cũng dã man quá ở đây anh em ạ. Theo. Ôi súng gì đây? Alien Alpha Gun. Úi dồi ôi, súng gì đây? Ui hết tiền đấy anh em ạ. Hết méo tiền rồi.
Rồi thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Khủng vậy.